Thì đây anh em, như cái video trước mình đã nói thì mình sẽ vào dây thì mình chia sẻ cái cách vào cho anh em tham khảo. Thì mình đã vào xong cái tóc 2B rồi đây. Thì cái tóc 2B này đơn giản là mình không có quay, mình chỉ quay cái tóc 8B thôi. Đó, thì khi anh em vào xong cái tóc 2B này thì anh em có thể đai lại, hoặc có thể là không đai để đắp đai sau cũng được, nhưng mà mình thì đai lại cho nó gọn như thế. Đó, này thì lót chỉ xanh tại vì nó còn thêm hai lớp nữa. Đó, thì đây là dây ra, mình ra 4 dây nha anh em, là 3 dây chạy và là một cái dây này là dây phòng 4 tháng. Đó, thì cái này là dây mắt này nè, dây chùm 3 đó, thì sẽ ra một dây 4 tháng. Còn một dây chậm 3 nữa của cái tóc chậm này sẽ ra 4 tháng luôn. Đó. Thì nhiều anh em thắc mắc là tại sao hai cái dây trung này mà ra 4 tháng, thì cái này là cái kết cấu của nó thì mình cũng không rõ nữa. Nó thì hai cái dây trung này là thường vô 4 tháng. Thường thì với một dây trung này với một dây dây nguồn thì sẽ là 2.2 qua 4 tháng, mà này là hai dây trung vô tháng luôn nè. Đó, thì cái tóc chậm anh em đi vào cái rảnh nào cũng được. Đó, miễn anh em sắp xếp sao mà vào nó hợp lý và nó dễ ra dây được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào cho anh em tham khảo cách vào của mình. Thì anh em ba cái cụm dây thì mình cũng quay sẵn hết rồi, mình quay liền hết nha anh em. Linh của nó thì người ta quấn lực rồi, nhưng mình quấn liền hết luôn cho nó gọn. Nó còn lại 6 đầu dây thôi. Đó, thì mình vào trước một cuộn rồi đây. Thì cũng như lúc video trước mình đã nói thì anh em tháo ra phải đếm vòng cho kỹ nha. Chứ con này thì mình tháo ra mình đếm thì cái tép gì thì ít. Tép nhỏ thì nó quấn nhiều vòng hơn, mà tép lớn quấn ít vòng hơn này nè. Đó, thì mình vào bước 5-7. Và như lúc video trước mình nói thì anh em bỏ một lạnh trống thì vào đỉnh sát chân này và 5-7 tiếp. Cho nên bây giờ mình sẽ vào cái thơ thứ hai. Đây anh em, mình đã vào xong cái cuộn đầu của thơ thứ hai rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái thơ thứ ba. Thì anh em quấn liền thì nó sẽ nhiều dây thế này nè. Quấn rồi thì nó khỏe, anh cứ quấn cuộn mà. Nhưng mà khi đấu nối thì nó rất là tốn nhiều thời gian, đầu dây nó nhiều, nó dễ lộn, thì mình quấn liền luôn. Đó, anh em thấy mình quấn 4-6, bỏ tấm một rảnh rồi tới mình muốn 5-7 anh em mình lộn. Đó, cứ anh em đủ tới đủ 8 miếng và anh em theo Phật giả là được. Đây anh em, mình đã vào xong ba cuộn đầu tiên rồi. Bây giờ cái cuộn thứ tư mình quay lại thì mình vào cái thao thứ nhất nè. Mình vào cuối đầu giả nè anh em, cái cuối này là những liều của cái đầu tiếp theo. Đây là cuối 1 đầu 4 anh em. Cái này dây nhỏ lắm anh em, vào cũng thẳng. Cái thật thì nên vào đầu cuối đầu đầu. Cái này mình vào cuối đầu nha anh em. Đây anh em, sau khi xong pha thứ nhất thì mình sẽ quay lại pha thứ hai. Cái này anh em vào anh em chú ý chứ không mà sẽ lộn. Anh em phải vào pha nào anh em để riêng pha đó. Thì đây cũng nhớ liền thì nó dễ bị lộn. Anh em phải lật cái đúng là cuối hết theo thứ tự. Chứ dây không gan là mình chéo nhau mình dễ lộn lắm. Nó tiếp tục pha thứ hai cũng vậy, là cuối 1, cuối 4, cuối 2, cuối 5 và cuối 3, cuối 6 nha anh em. Thì xong cái pha thứ ba rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em vào cái xong qua cụm 2 của mẫu pha thì mình hướng dẫn cụm thứ ba. Bây giờ mình tiến hành vào nha anh em. Thì mình bỏ qua công đoạn vào, chứ công đoạn vào thì nó lâu lắm, nên là anh em xem video sẽ tốn nhiều thời gian anh em. Mình bỏ qua công đoạn vào đi. Thì đây anh em, sau khi mình đã vào xong vào rồi thì mình đã đai dây lại đây.
cái cuộn dây lúc nãy thì mình vào mình không chờ, nhưng mà mình vào tới nơi thì mình lật lên mình chờ anh em. Thì cái này anh em chờ chỉ cần 3 tép là được rồi, là hai cái tép một cuộn với một tép bước 7 trong cái cuộn tiếp theo anh em. Thì mình đã cắt pha, anh em chú ý là cắt pha từng cuộn một nha anh em. Cứ hai tép là mình cắt một lớp, và cái khoảng cách từ cái con motor hai tốc này là từ tốc tua nhanh đến tốc tua chậm, thì anh em phải lót một tờ giấy chính giữa để mà phòng tránh việc phóng điện anh em. Đó, thì anh em đai, thì anh em đai kỹ hay đai thưa thì tùy anh em, mình đai kỹ cho nó chắc anh em ạ. Đó, thì trước khi chặt motor ra quấn thì anh em phải đo cái mức chiều cao của nó, ví dụ mình đo từ bề mặt này đến bề mặt này bao nhiêu cm, thì mình phải đai mình làm cho bằng, thấp hơn cho nên cao thì nó dễ đụng nắp, anh em phải cẩn thận trước khi làm. Đó, thì mình giới thiệu sơ về cái bên phần đai này cho anh em tham khảo. Thì đai anh em cứ đai đai móc bó một mít tới thôi. Có nhiều anh em hỏi mình cách đai như thế nào, mình cũng chia sẻ luôn, thì mình cứ đai móc bình thường tới thôi anh em. Rồi thì qua bên này, thì anh em mình cũng đã lót giấy sẵn hết rồi. Đó, mình lót giấy sẵn ngăn cách cái này anh em, ngăn cách đoạn này tới đoạn đó, ngăn cách cái đoạn đó ra. Anh em thấy không, có tờ giấy này này, mình ngăn cách tóc này ra, và mình sẽ lót từng lớp cái cụ này. Đó. Anh em vào xong rồi anh em phải kiểm tra là cái coi thử mình vào dính liền này có đúng hay chưa nha anh em. Là mình vào cái cụ như cực giả bình thường thôi, thì cuối 1 đầu 4, cuối 2 đầu 5, cuối 3 đầu 6, cuối 4 đầu 7, cuối 5 đầu 8, cuối 6 đầu 9, cuối 7 đầu 10 và cuối 8 đầu 11, cuối cùng là cuối 9 đầu 12 nha anh em. Thì khi mình vào hết một lọt như thế thì sẽ còn lại 6 sợi dây, là gồm 3 cái đầu dây và 3 cái cuối dây. Anh em mà nếu mà anh em mình vào liền không quen thì anh em có thể vẽ sơ đồ ra, thì nãy giờ mình đã nói rồi đó, anh em vẽ sơ đồ ra mà anh em quấn rời đấu lại từng cùng một với nhau. Quấn rời thì nó dễ vào, nhưng mà đấu thì nó tốn nhiều công gan cũng như rất là nhiều thời gian. Nhưng mà quấn liền thì anh em không quen thì dễ bị lộn, nên anh em cân nhắc kỹ trước khi mà mình quấn. Đấy. Thì khi vào đúng thì anh em sẽ kiểm tra cho mình là khi vào đúng, vào 6 đầu thì vào đúng thì 3 đầu dây đầu tiên là mình nằm bên này, thì 3 cái cuối về nó sẽ là xen kẽ với nhau này anh em. Đây cái sợi xen kẽ đây, nó sẽ có một sợi xen kẽ vô 3 cái đầu đó. Đó này, nếu mà anh em lật lộn thì nó sẽ chen hai sợi, hoặc là chen không chen sợi nào thì nó bị lộn rồi nha anh em. Nên là anh em phải ngó kỹ trước khi mình đấu. Thì khi mà đấu thì anh em chỉ cần lấy 3 cái sợi dây đầu hoặc là 3 sợi dây cuối, đó, anh em ra dây, còn 3 sợi còn lại, ví dụ như 3 sợi đầu anh em ra dây, thì 3 cái sợi cuối thì anh em chậm lại và ra một sợi dây mắt, cũng như cái tóc tua nhanh này. Đó, thì 3 cái này mình vào điện, thì 2 cái này là điện riêng biệt, cho nên là khi công tắc vào 3 sợi này thì chạy tốc độ chậm, thì khi mình vào điện 3 sợi này thì chạy tốc độ nhanh. Đó, còn hai cái dây trung này thì sẽ vào diode của bố thắng. Đó, anh em mà nào mình chưa làm quen với cái con loại cấu trúc này thì mình cũng giới thiệu cho anh em biết luôn. Thì nhiều anh em thắc mắc là tại sao hai cái sợi dây này thì mà có vô đâu mà vào bố thắng, thì cái điều này thì mình cũng không rõ nữa. Thì mình kết cấu máy của nó vậy thì mình làm vậy, tại vì khi hai cái điểm trung này thì đo nó không lên vô nên em ạ. Nhưng mà cái thiết kế cái diode của nó thì mình cũng không rõ. Đó. Thì mình nói lại nữa là cái bước vào của cái tóc chậm này là
bước 5 và bước 7 nha anh em. 5 bước 7 thì hai tép thì nó sẽ có cái số vòng dây nó khác nhau, một tép nhiều và một tép ít, anh em phải lưu ý trước khi mình em tháo ra, anh em phải lưu ý. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành ra dây và mình đai đáo lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì nếu anh em mà không hiểu chỗ nào thì anh em cứ việc bình luận ở dưới video thì mình sẽ giải thích cho anh em. Còn mà anh em xem video thì anh em phải xem thật kỹ nha, chứ còn mà anh em mà xem mà anh em cứ nhanh thì không hiểu được đâu, mà anh em cứ hỏi mít thì mình không biết sao trả lời được. Mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi, thì anh em cứ cố gắng theo dõi video thì anh em sẽ hiểu được. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và chúc anh em thành công rồi.